Sáng 6 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông giữa 5 xe ô tô trên cầu Sài Gòn thành phố Thủ Đức đã khiến cho giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp theo hướng vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút, tài xế điều khiển xe ô tô di chuyển trên xa lộ Hà Nội hướng từ thành phố Thủ Đức sang quận Bình Thạnh. Khi đến gần giữa cầu Sài Gòn đã đâm vào đuôi xe ô tô đang di chuyển phía trước. Cú va chạm mạnh đã đẩy xe ô tô lao tới phía trước và tông vào 3 xe ô tô khác, dẫn tới va chạm liên hoàn. Tại hiện trường, 5 xe ô tô hư hỏng phần đầu đuôi. Vụ tai nạn khiến các phương tiện ùn ứ và chắn một phần làn đường qua cầu. Giao thông hướng vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tắc nghẽn nhiều km. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 có mặt phong tỏa điều tra vụ tai nạn liên hoàn, đồng thời cắt cử lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng điều tiết giao thông để giảm bớt ùn ứ.